Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lên Rừng Hàng Độc Xuyên Xa Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay đã là sáng ngày 20 sáng ngày 16 tháng 10 2019 rồi các bác. Và bên em có về được ít những dê dã hạc bắp rừng của gồm vùng rừng Kon Tum và của vùng rừng Chư Mờ Rai. Thì tổng cộng của em là có được là 13 dê. Thì tất cả mỗi dê em đều ghi số dê và giá tiền của từng dê đó. Đấy. Và em có từ dê số 1 đến dê số 7 là của vùng rừng Kon Tum, đấy, rừng già Kon Tum. Và từ dê số 8 đến dê số 13 là giã hạc của vùng rừng Chư Mờ Rai. Đấy. Đây là đều là những dê giã hạc của mỗi vùng rừng đã cho ra được rất chia nhiều bông đẹp và bông quý hiếm. Đấy. Thì sau đây là em sẽ xin phép giới thiệu và báo giá từng dê, các bác quan sát kỹ từng dê và giá tiền của dê đấy. Đấy, và cảm thấy hợp với ví tiền của mình thì là sưu tầm cho mình một trong 13 dê của em vào sáng ngày 16 tháng 10 hôm nay nhá. Và sau đó là các bác cho em là xin tên và địa chỉ, kèm theo đó là số dê mà các bác muốn mua đấy và muốn muốn sở hữu. Là sau đó là em sẽ chốt chốt đơn hàng và đóng gói hàng gửi đi cho các bác và mọi người. Đấy. Khi em quay những dề nó như thế nào thì em vẫn gửi đi như vậy, không hề cắt bỏ rễ và cắt bỏ thân già đâu nha các bác. Đấy. Để về cho các bác tự xử lý. Và đầu tiên em có dê số 1 giã hạc là Kon Tum. Thì dê số 1 có giá là 1 triệu 3 nhé các bác. Bán dê nó đây. Đấy, thân già nó đây. 2, 4, 6, 7 thân già. Mắt ngủ các thứ đang lên đấy các bác. Đấy, mắt ngủ đang lên. Và thân bầm tơ của nó đây. Thân bầm tơ nó này. Đấy, thân bầm tơ nó này. Đấy, thân bầm tơ nó đây nhé các bác. Cực kỳ là xanh luôn, xanh vàng. Đấy. Ngọn nó đã thắt rồi nhé, ngọn nó thắt ngọn rồi các này, đã thắt ngọn, thân mầm rất chiều cứng cáp. Thì đây là dề số 1 giã hạc rừng Kon Tum nhé các bác, và chiều dài thân mầm của nó. Được 80 sen nữa các bác. Đấy, 80 sen cho cái dê số 1 giã hạc rừng Kon Tum. Giã hạc Kon Tum. Đấy, có giá là 1 triệu 3 cho dê số 1. Đấy, dê số 1. Rồi tiếp theo em qua dê số 2. Thì dê số 2 là có giá là 1 triệu 2 này. Và máng dê nó đây các bác. Đây. Máng dê nó đây. Thân già nó đây. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân già. Không tính các cái thân bị thối. Đấy, máng dê nó đây. Đấy, máng dê nó đây các bác. Đấy. Và thân bầm tơ nó đây. Thân bầm tơ nó đây. Để thân bầm tơ nó đây các bác. Cũng đã thắt ngọn rồi. Đây. Phần ngọn cũng đã bị thắt. Thằng này là một cái dề lá nhựa này. Đấy, lá xếp rất chưa đấy. Lá nhựa lá xếp nhưng mà dòng lá tre. Đấy. Lá mũi giáo. Thân bầm tơ nó đây. Đấy.
mắt ngủ cũng đang sưng lên rồi đây. Đây mắt ngủ trắng trắng đây, sưng lên này. Đấy. Mặt sau của nó đây. Thân bầm cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, kiểu lá. Đây các bạn. Và cái dê số 2 dã hạc con tum là chiều dài thân mầm của nó đã được là em bo theo độ cong của nó nhé, thì nó đã được là gần 80 cm rồi đó, cho cái dê số 2 dã hạc con tum có giá là 1,2 triệu đấy. Một dê một thân mầm tơ và 2 4 5 5 thân già. Thân già rất chiều đỏ, sai hoa. Rồi, tiếp theo qua dề số 3. Thì dề số 3 cũng là một cái dề dã hạc con tum. Và dề số 3 có giá là 1,1 triệu. Đấy, thân bằng tơ nó đây các bác, đã xuống ngọn rồi. Đấy. Thân cực kỳ là vàng, lá nhựa. Kiểu lá rất đẹp. Thân cực kỳ là vàng đúng không ạ? Đấy. Máng dề nó đây. Đấy. Máng dề đây. Đó. Mắt ngủ cũng đang có luôn. Đấy. Và nó có là được 2, 4, 5, 6 thân già. 6 thân già và một cái mầm tơ. Mặt sau của cái mầm tơ dề số 3 đã hạ con tum đây các bạn. Già cũng rất chìa đỏ và say hoa luôn. Đấy. Tơ nó đây. Và chiều dài thân mầm tơ của dê số 3 dã hạc con tum là nó có được là 70 cm các bác. 70 cm. Đấy. Và nó có giá là 1,1 triệu cho dê số 3. Tiếp theo là em qua dê số 4. Dê số 4 cũng có giá là 1,1 triệu cho một cái dề đã hạ con tum thân xanh này. Đấy. Đấy, một dề đã hạ thân xanh. Máng dề ở đây thôi. Đấy. Máng dề ở hốc cây đây. Đấy. Đấy. Và nó có được là 2 4 5 thân già luôn. 5 thân già. Đấy. Và một cái thân mầm tơ cực kỳ là xanh. Mặt sau của nó các bạn. Đấy, mặt sau nó đấy. Một thân mầm cực kỳ là cứng cáp nhé. Thân mầm dề số 4 cũng là cái dề mà thân mầm cực kỳ cứng cáp luôn. Đấy, một dề thân xanh. Đấy, cũng đang thắt ngọn rồi. Đấy. Đấy là dề số 4, em đo chiều dài thân mầm luôn. Và dề số 4 chiều dài thân mầm của nó được là 74 cm rồi các bác. Đây, mắt ngủ cũng đang lên đây. Đấy, mắt ngủ đang lên đây. Đó. Một cái dề thân xanh nha, cho dề số 4 dã hạc con tum có giá là 1,1 triệu. Đấy. Rồi em qua dề số 5. Dề số 5 có giá là 700. Cái dề thân mầm này cực kỳ đẹp. Đấy. Máng dề ở đây các bác. Đấy, thân già nó được là đây, thân già bị thối các thứ đây. Và nó có một cái, hai cái, ba cái, bốn cái thân già và một mầm tơ. Mầm tơ này, rất chia đẹp, cứng. Đấy.
Đấy, đây là rễ số 5 nha các bác. Và chiều dài thân bầm của nó này là được 55 cm. Đấy, 55 cm. Đấy, 55 cm cho rễ số 5 giã hạt con tum. Một cái rễ cực kỳ là đẹp. Đấy, có giá là 700. Tiếp theo là em qua rễ số 6. Thì rễ số 6 có giá là 600 cho một cái rễ. Đây, mang rễ nó đây. Đấy, nhưng mà nó 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 6 thân già và một cái thân mầm tơ. Mắt ngủ cũng đang lên. Đấy, thân mầm tơ này. Một cái thân mầm tơ cực là đẹp luôn, vàng khè và nó đang xuống lá rồi các bạn. Chỉ chờ hoa vào mùa sau thôi. Đấy. Đấy. Đấy, rễ số 6. Rễ số 6 chiều dài của nó đã được là 60 cm các bác. 60 cm cho cái rễ số 6. À con tum. Có giá là 600 cho một cái rễ thân vàng sọc rất chìa mặn. Đấy. Tiếp theo em qua rễ số 7, rễ cuối cùng của giã hạt con tum. Thì rễ số 7 có giá là 550 cho một cái rễ là thân mầm nù mập lá nhựa này. Đấy, thân mầm nù mập lá nhựa. Máng rề nó đây, nguyên cái một máng rề nó đây và thân già nó đã bị gãy hết rồi các bác, đây này, cái lủng liếng gãy hết rồi này, đó, đây. Còn là từ những năm đầu tiên của nó là bị lụi dần hết rồi, đây, đây, từ dưới đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rất chi là nó bị lụi hết rồi các bác, đây, thân già bị gãy này, cho nên là cái rề này là một cái thân nằm nù mập nhưng mà bị gãy thân già hơi bị đáng tiếc một tí. Đấy. Còn hơi bị xấu đây cho nên là em để giá 550. Nhưng mà cắm một cái thân mầm này, các bạn nhìn cực kỳ là đẹp. Đấy. Nó cũng đang sưng mắt ngủ lên rồi. Đang lên mắt ngủ rồi các bạn. Đấy. Thì đây là cái rễ số 7 giã hạt con tum. Có giá là 550 và chiều dài thân mầm tơ nó này quá. Đây, chiều dài thân mầm tơ của nó là đã được gần 50 cm. Đấy, 50 cm. Một thân mầm rất là nụ mà. Và to. Đấy. Đây là dề số 7. Giá 550. Tiếp theo là em sang những dề đã hạt chưa mọc ray. Thì dề chưa mọc ray là em có dề số 8. Thì dề số 8 giá hạt chưa mọc ray có giá là 900. Máng rề nó đây các bác. Đấy. Và thân mầm tơ nó đây. Thân mầm tơ rất chi là dài. Đấy. Thân già thì nó có là 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân già. Mầm tơ của nó đây các bác. Đây. Mầm tơ của rề số 8 trưng vào đây. Đấy. Giờ dây số 8 chứ vào đây. Đây, mặt sau nó đây. Đấy. Thì dây số 8 chứ vào dây này. Chiều dài thân mầm tơ của nó là đã được là 90 cm rồi. Đấy, 90 cm cho cái dây số 8 ra chứ vào dây nhá mà. Giá là 900. Đấy. Tiếp theo là em qua dề số 9. Thì dề số 9 có giá là 700 và nó đang xuống ngọn luôn rồi. Đây, còn được 2 4 cái lá. Toàn bộ là xuống đến phần gốc là hết lá rồi. Đấy. Và máng dề nó đây. Đấy. Máng dề nó đây. Mắt ngủ đang sừng lên này. Đấy các bác thấy xanh xanh. Và thân già nó được là 2 4 6 thân già. Đấy, 6 thân già cho cái rễ số 9 và một thân mầm tơ. Đây, thân mầm tơ nó đây các bạn. Đấy, thân mầm tơ nó đây. Đấy. Và rễ số 9, chiều dài thân mầm tơ của nó đã được là 76 cm rồi nha các bạn. 76 cm cho rễ số 9. À, chừng một giây. Rồi, tiếp theo em qua rễ số 10. Thì rễ số 10 đã hạt chưa một giây.
có giá là 650, và thân bằng tơ nó đây. Đáng rể nó đây các bạn. Đấy, nó cũng đang có lên mắt ngủ luôn đấy, đang lên mắt ngủ luôn, và nó được là 2 4 thân dài, 4 thân dài đấy. Đấy, thân bằng tơ nó đây. Và chiều dài thân bằng tơ của dề số 10 à chung một dây là được 76 sen luôn nha các bác, 76 sen cho cái dề số 10 nhá, chung một dây. Đấy. Rồi, em qua dề số 11. Thì dề 11 cũng là 650 luôn. Và máng dề nó đây. Đấy, thân già nó là được 2 4 5 thân già. Đấy, và một cái mầm tơ. Cộng thêm đó là thêm có một cái trái này nữa các bác này. Đấy, một cái trái. Thân mầm tơ nó đây. Đấy, thân bằng tơ đây. Đấy. Phần mắt ngủ này các bác này, dề này phải lên thêm được 2 cái mầm tơ con nữa, đây 2 cái mắt ngủ, một cái này, hai cái này, đấy, còn bên trong này cũng đang có luôn này, ba cái mắt ngủ và thân mầm tơ của nó này. Đấy. Mặt sau đây các bác. Đấy, mặt sau đây. Và chiều dài thân mầm tơ của dề số 11 nó đã được là 70 cm nha các bác, 70 cm. Và dề số 11 ra chúng mới dài có giá là 650. Rồi, tiếp theo là em sang dề số 12, thì dề 12 có giá là 600. Và thân mầm tơ nó đây. Đấy. Máng dề nó đây. Đấy, bám trên hốc cây đây, cành cây. Và chiều dài thì nó được gồm là 2 này, 4 này, 5 thân già và một cái thân mầm tơ. Đấy. Và chiều dài thân mầm tơ của nó này các bác là được 60 cm nhá. Đấy, 60 cm cho cái dề số 12 à, chứ mới đây. Và tiếp theo là em sang dề số 13, dề cuối cùng. Thì dề 13 là 550 cho một cái dề gồm một cái thân mầm tơ cực kỳ là xanh, một dề thân xanh chưa mà ray. Đấy, nắng dề nó đây. Đây, nó cũng đang lên cái mắt ngủ xanh xanh ở đây các bác đó. Đấy. Và nó được là 2 4 4 thân già. Đây. 4 thân già và một cái thân mầm tơ cực kỳ là xanh. Đấy, mặt sau của nó này các bác. Đấy, mặt sau nó đấy và mặt trước đây. Đấy, cho dề số 13 đã chung một dây. Và chiều dài thân mầm tơ của nó là được 57 cm đúng không? 57 cm. Và nó có giá là 550. Và đấy là tất cả 13 dề giã hạc của em vào sáng ngày 16 tháng 10 hôm nay nha các bạn. Thì đầu tiên là dề số 1 đến dề số 7 là giã hạc rừng con tum, và từ dề số 8 đến dề số 13 là giã hạc chung bao dây nha các bác. Thì các bác cùng với mọi người lấy dề nào và muốn sở hữu dề nào là các bác cứ việc liên hệ đến số điện thoại của em nha. Và bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác và mọi người. Hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo.